chết rồi kém. Chết, chết rồi. Chết chuyện gì đấy. Okay. Tại chúng mày đây. Ok để anh lấy mấy cái này. Thôi. Chứ dám mà đấy. Cứ lấy đã kịp lấy hết hòm này rồi. What the fuck. Mẹ ơi, liệu có người đàn ông kia có thả chúng ta không? Oh god. Để anh phải anh phải cứu mấy bọn người lùn này. Wow. Sao chứ cứ phải thế Khải nhỉ? Ui. Ôi chết rồi. Mày đi ôi lại ra thầy. À, anh sợ chú giết hết chúng nó các bạn. Ít nhất là anh phải liên kiểu à! Sao anh Khải? Anh rơi xuống đất. Tốt. À đây rồi. À đây rồi à? Cái what the fuck? Đây rồi, nhiều quá. Nhiều sinh phẩm. Nhiều quá hả? Nhiều quá. Ui. Ui. Tôi. What the fuck? No. Anh phải đi đào mà cái tam giác này. Chứ đừng có bén mảng ở đây đó Khải ạ. Anh em cầu chú bén mảng ở đây. Sao? Kiểu psychopath ấy kinh ấy, what the fuck. Ngon. Ôi mẹ ơi, cái gì đi? Oh god. Chú có biết phải lồng tiếng không kém? Chú có thể giết chúng nó trong im lặng mà. Sao lồng tiếng? Mẹ ơi sao? Mẹ ơi sao người kia làm vậy? Mẹ ơi sao người kia đang lao đến chỗ mình? Sao người kia to thế? Ông kia ăn gì mà to thế? À! Fucking dead. Xin chào ngài khổng lồ, đến với đất nước của chúng tôi. Xin ngài đến đây có việc ra. Oh god. Stop. Anh vừa nhặt ra được một cái augmented reality gì đấy. Nghe có vẻ kinh không? Nghe có vẻ deep. Nghe kiểu máy reality. Bọn này đông quá, quái vật ở trong này đông quá nhỉ. Hoa. You so not bad. Fuck. Anh thấy chú từ khi có cái đấy, cái đấy khỏe phết đấy chứ. Ừ. Lửa khỏe với đáy. Nhưng mà fuck, anh không dùng nó chậm mãi ấy. Với cả những con bắn xa chịu không ăn được. Ôi. Thì đánh mấy con đánh gần thôi. À ôi lại còn dính vào gai nữa. Ok chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chỉ cần chú có niềm tin chú có thể đánh bại được mọi thứ. Giống như anh vậy. Fucking god đi mẹ. Chú phải tin vào đồng đội không? Tin vào bạn bè. Tin vào trái tim của lá bài này. Chú phải tin vào Nakama của mình. Nakama. An FPP module that make you highly resistant to fire. Cái đấy chắc phải cài đặt bằng cái gì đấy. Nói chung là giúp. Tách cạc. Anh đào tam giác luôn này. Tam giác này. 2-3 cái anh đủ làm cái giáp của anh này. The fuck. Cái này 900 tiền quá, đắt đấy. Cái nhạc game này nó to vãi ấy, anh phải để nhỏ xuống quá. Để nhỏ xuống. À không, nhạc này 36 rồi, to làm thế sao tai nghe anh để to. Anh để to. À ôi, dẫm một gai, fuck. Tai nghe mình để to, đổ tội cho game. Game, chat game, please. Anh chắc phải xuống sâu tí nữa, chỗ này chả có gì nữa rồi. Ok, anh chán này xuống chỗ chú ơi. Chú đang ở đâu đấy ở kép? Chú đang ở chỗ khá là xa anh và anh không biết chú anh đang ở chỗ nào luôn. Thế đợi tí anh xuống. Mà thôi, đợi anh phải đi lên đây tí ạ. Chú đi đâu đấy ở kép? Tam giác hả nhá. Ok. Ê, cứ đào đi. Chú đào bao nhiêu cái rồi? Anh có tam giác phần nào nhỉ? Đấy, anh có 35 cái tam giác. Anh tính nhầm kép ạ. Fuck. Tức là như này, muốn làm được một bộ thì... À đúng rồi, không, đúng chứ. À không. Một bao nhiêu O thì được 1 3. 2 O được 1 3. Thế thì cần, nếu mà cần 40 thì cần 80. Không, cần 40 đấy, cần 40 đấy, cần 40 đấy. Chính xác là cần 40 O đấy. Ôi, tôi xong rồi. Chú làm gì vậy, kém? Anh chết. Thôi xong anh rồi. Sao Khánh?
Anh chết đúng lúc anh chết rồi, anh chưa kịp xuống chỗ chú. Chú đã chết. Tuyệt vời. Ok, anh có 35 tam giác này chú, để cầm 35 okay, tam giác. Ok, ok. Chú 35 tam giác từ bao giờ đấy? Từ trên cái tàu cơ biển ấy. Oh, chú nhặt hết ở chỗ đấy á? Ok. Yeah. Thế thì là có bao nhiêu nhỉ? Thế là có khoảng bây giờ mình là có khoảng 58. Thế là vẫn chưa đủ. What the fuck? Cần... chưa đủ. Phải cần chính xác là 20 ớ. Đủ chưa ấy nhỉ? The fuck Khánh. Chỗ này là 40 o này. 40 o là 23, 23 mới được làm một đủ bộ giáp thôi. 23 mới làm được một bộ giáp, thế cần là phải 80. À, ok, 80. Thế là cần thêm 22 nữa à? Ok. Nhiều vãi. Chú kết thôi chứ không kém. Chú còn đội cả một đứa lên đầu. Sick fuck. Ai phải đi xuống đây. Ai phải đi gào tiếp. Ai thôi cho chú đây. Gào tiếp. Oh my god, this is so fucking fun. Chú quá đáng quá các bạn. Chú dã man. Chú giết cả lao của nó rồi không? Xong bây giờ chú đội đó lên đầu làm chiếu lợi phẩm. Ok. Chú... oh god, đúng quá. Rồi ấy quá, sâu quá. Oh, anh quên mất anh đã bật Facebook. Oh shit. Không biết là anh không biết anh có fuck up không, nhưng mà chắc sao đâu. Ê, ôi dồi ôi, cắt thôi, xong rồi. Can I go fast? Thôi chú sang bên cạnh đi kép ạ. Khổ. Ờ. Ok. Ờ. Ok, hòm to thế. Cái hòm to thế. Ôi. 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 Fuck you. Có thằng, okay. Có con, ồ. Anh. Ui. Khạc nhổ, khạc nhổ. Ô, được khạc, được khạc. Hai con bắn khạc nhổ cơ. Chết bạo đi. Chết bạo đi. Chú bảo chết mẹ đi hả anh? Không, anh bảo nó chết hạ đi. Tao biết mày nói tao mà Khánh. Đúng rồi đấy kem. Chết rồi kem. Chết rồi. Chết chuyện gì đó. Tại chúng mày đấy. Ok, để anh lấy mấy cái này. Thôi. Chú dám mà đấy. Chú lấy đã kịp lấy hết hòm này rồi. What the fuck. Mẹ ơi, liệu có người đàn ông viên có thả chúng ta không? Oh god. Thả đấy cái gì á, literally thả. Thả với tốc độ vãi cả lìn nhanh luôn. No. Fuck you. Nó bật ra đây. Nó càng bật ra đây. Anh đang viết nó với tốc độ cực kỳ nhanh cả nhà. Very fast speed. Very high velocity. Oh yeah, ok. Gần chết rồi, à không, anh mới là gần chết, what the fuck. Đây là... ui, hòm. Anh hình như anh vừa phun ra cái gì đấy, chứ không kệ. Rồi khi anh kiểu... ô, ở đây có hòm này. Upgrade module này, xong là còn cái... upgrade module này, xong là còn cái... tăng stand này, 69 rồi này. Còn? Còn bao nhiêu nhỉ, còn... 11 à? Với cả một cái khiên. Anh chẳng bao giờ dùng khiên, hòm sắp đầy đến nơi. Chú làm gì vậy kép? Anh vứt mấy cái sách đi. Ờ đúng rồi. Trong chú biết là trong inventory của chú có hùng giáp đúng không kép? Ờ thế à? Oh. Sao? Oh. Sao? Oh. Gunslinger jacket. Anh mặc okay. Áo đây vào để anh high noon. It's high noon. Đoanh đoanh đoanh. Oh, I chết. Sát. Dưới này nhiều hòm quá nhỉ. Chú đang thấy hòm à? What the fuck? Mình thấy rất là nhiều hòm. Ê, fuck you. Tất cả trong tưởng tượng của anh. Thế sao kém? Thế sao chú lại thế với anh? anh phải clap đuốc nữa chú bình tĩnh. Anh vẫn còn 35 cái đuốc nữa, anh quên mất không dùng. Ồ, bà lại cái chỗ kia, ok, đem một mài thôi, okay. thôi. Mài khảnh. Anh xuống trước đi. Ui. Để vào mài. Anh xuống trước các bạn. Ồ, oh, người lùn. Thôi các bạn. À. Ô, đường này chưa có ID này. Ôi, no. Ôi, kép ấy. Anh nhận nhầm, anh để nút, cái đây anh để máu. Sao chú ra mát đấy. Anh để máu ở nút bên kia. Ôi.
Fuck you. Ôi anh sắp chết rồi các bạn, anh sắp chết rồi các bạn. Sao tường yếu đấy kìa. Cái tường này nó yếu mà, đấy lý do sao anh không thích dùng cái này. Xuống nhanh. Ok, anh xuống rồi này. Yes. Anh xuống rồi đấy. Ui. Đây nó xàm mồ. Chú nên dùng máu đi các bạn. Nhầm. Thế sao kép? Anh nhầm, anh để vào cùng đánh để vào cùng cho nó. Disturb anh. Fucking. Oh. Chưa phải anh ăn bọn này để hồi máu đâu. Tại sao chúng này phải nói thế à? Đường này xuống này các bạn, có đường xuống này. Oh, kìa, có cái tam giác. Yeah, có cái tam giác. Cái này ném gây đam đúng không các? Ừ, ném gây đam mà. Này. Thôi ngay đi các. Aaaaaa à! Giết được nó chưa? Ok, nó giết rồi. Chưa chết à? Fuck, anh sắp chết rồi. No! Fuck. Đấy, anh giết nó bằng người lùn. Anh vừa dùng búa anh đập cái này các bạn. Ok. Chú có tăng stun không? Ơ, chú lấy cái hòm này rồi à? Đấu. Sao có hai cái, sao có? Ô, cái này là tăng stun à? Wow, cái này là tăng stun anh không nhận ra. Sao ở đây có hai cái hòm mà không có gì bên trong rồi nhỉ? Chắc là anh lấy rồi, ok. Đúng rồi, hình như cái này. Chú có tăng stun không? Chú vứt cho anh cái. Để xem đủ chưa? Tăng anh đưa hết, tăng stun cho chú tuần đi. Chú mới có nhặt thêm một cái nào không? Còn một cái nữa thôi. Không. À, thế à? Đấy. Wow, cái đúng wow, cái. Wow. Vừa đủ luôn mà. Ok, thôi đủ, về. Never mind. Whee. Mày về nhà nào Khánh? Let's go home. Let's go home, chai đồ. Có tại sao chú lại làm thế? Tiêu. Ai phải vất đồ đi tại hòm nhiều đồ vớ vẩn quá. Đống súng không cần chồng và chả bao giờ dùng đến. Ok, súng này vất vẩn đây. Cái dao này không bao giờ dùng đến. Cái kiếm này 5.1 đam à. Không thích dùng búa lắm, sẽ cất vào. Nên anh sẽ cất cái búa này vào đây. Mặc dù nó là 12 đam. Búa này 17 đam cũng cất vào đây. Dao này anh chả bao giờ dùng. Tèo. Súng này khá là ngon vì nó 13 đam nên anh sẽ giữ cái dao kiếm này, kiếm mỏng rồi anh vứt đi đây. Cái này là dao một tay này. Cái này 8.7 đam nhưng mà cái này đã 5.1 đam rồi. Cái rìu này anh chả bao giờ dùng đến, cất vào. Cái rìu này cũng cất vào luôn. Cái gì 14 đam rồi. Tèo. Xuống được chưa? Tèo. Xuống đi. Ây. Chú sao đấy hả kép? Ngồi một thế mỏi đấy. Cứ bắt đây gọi là teleport này. Wow, ok. Fucking. Chú cái giáo đấy của chú bao nhiêu đam? 13.4. Ủa xin. Ủa anh có 8 gì đấy. Sát. Ơ sao đây? Cái này là silver anh. Cứ đang kiểu sao đây có 16 cái là thế nào? Fuck. Ta đây là Khánh. Không có gì, anh ấn nhầm mấy thứ. Ok, chắc là đúng rồi. Anh nghĩ thế. Chưa nghĩ là anh em mình nên trang trí cái nhà anh em mình lỗi thế nào không? Anh nghĩ là có nhưng mà anh thật sự không biết là trang trí như thế nào cả. Nhìn nó như cái tòa thành cổ ấy nhưng mà nhìn nó khám lỏ. Để anh làm cái cotton. Oh, chú có biết cái cotton fiber tìm ở đâu không? Cotton thì là bông đấy, tìm ở trên mấy cái đồng ấy. Cái đồng? Ừ. Cái đồng nào cơ? Được rồi, lên tàu anh em đi tìm kiếm bông của David. Lên tên của chú ý chú à? Ok. Bây giờ có mấy cái bông ở trên đường ấy, chú phải nhặt bông hiểu không? Thường 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 thường
Kho của chú có gì hot không kép? Không, khả nhận. Có bộ quần áo rồi. Sát. Thế gian flower petan này chắc dùng để làm mấy cái đồ vớ vẩn. Tèo tèo tèo. Tèo 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 tèo. Ồ, oh, lúa đây. Thế mà khi chú ăn gì? Anh ăn gạo kìa. Ừ. Ồ, cái gì đấy? Ơ, cái này là cái... cái này hành tinh anh gì vậy? Ờ, cái này của hành tinh chú rồi các bạn. Thế đi ở chỗ khác nhá. Ờ, nhưng mà chắc gì ở đây đã không có ở cái... đây. Đúng không? Anh bị kẹt rồi, có đây biết. Chú đang kẹt ở đâu? Đó, đi. Ờ. Anh nghĩ là chú nên thử lên wiki xem, tại vì anh đang quay không xem được, chú lên tìm xem cái cốt tông phi bờ xà bào đấy. Fuck you. Cốt tông free bay. Cốt tông planet ở đâu? Garden planet á. Garden planet á? What? Lên trên tàu anh đi. Liệu có cái hành tinh nào như thế không? Tại vì anh nhìn sơ qua hình như không có. Garden planet hay là... cứ tìm xung quanh em. Anh hình như anh thấy không có đâu ấy. Nghe đâu nó là forest tìm đó. Anh không biết. Thôi chú bình tĩnh anh kể xem. Chắc là nó phải có một chỗ nào khác rồi chứ. Ơi giời ạ. Nó là cái hành tinh Lust điên gì đây, là cái hành tinh này. Thế á? Ừ. Thế? Lust tập lùm đây này. Tìm đao đi. Ok. Nhưng mà đi hướng ngược lại đi. Để hướng okay. Kia hướng cái cổng rồi. Kia có nhiều quái vật đã đi. Ây. À ui, hình như mình nhỉ? Chỗ này xuống rồi. Đào đục ra rồi gì nữa. Ui. Đâu dưới này thì có gì đâu. Fuck you. Thì không có gì em mới đi lên này. Thế à? Ừ. Thế đó. Ừ. Ok. Mình đào ra mà chứ bình thường là nó bịt lại mà. Ê. Con này là rơi mất rồi. Cho anh em đào. Ơ thì anh tin là anh em đi một lần rồi đúng không? Ừ, anh tin là mình đi một lần rồi nhưng mà mình không để ý mấy cốt tông để mà mình lấy. Ừ. Tí nữa đuổi anh. Anh nghĩ là nên làm một cái vườn để trồng một bông cả nhá. Ừ, chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Nó đang đuổi không? Cút anh, đuổi theo mình các bạn. Chú để ý nhá, chú để ý. Ôi. Sao hành tinh của chú lắm quất vật thế? Sao chú hỏi anh what the fuck? anh nghĩ là chú biết câu trả lời. Đây là hành tinh của anh chứ không phải là hành tinh của chú. Oh my god. Ờ chỗ này. Sao? Sao cái này còn quen? Ờ thì chú là cái thằng đặt cái... ok sao? Cái này cái gì? Fuck cái gì đấy? Cây, một cây rất là bình thường, nó để muốn sống một cuộc sống yên tĩnh ấy. Nó chỉ muốn quay hết live. Quay hết live. Đây chua. Là cái gì đây? What the fuck? Cái nhà này... Oh, chủ ở trên này à? Anh cứ tưởng nhà này chết hết rồi. Sát. Chủ muốn nhà này chết hết rồi. Thôi đừng kết, đồn núi. Chủ để cho nó sống một cuộc sống yên tĩnh đi kìa. Chủ ơi, muốn quay hết live. Vớ vẩn nó lại quay ra, nó lại cho cả lũ bốc hơi hết bây giờ. Siêu hô ngăn tích. Low witness. Low witness. Để bờ cờ. Ui. Cái cốt tông ship. Nó nhìn nó cây màu trắng ấy. Nó cây bông mà. Nhìn chắc dễ tìm ra thôi. Nhưng mà mình kiểu chưa nhìn thấy. Cái lúc mình cần tìm hả? Cái lúc mình không cần tìm chắc nó lù lù ra trước mặt mình ấy. Nhưng mà cái lúc mình anh cần tìm hả? Chú phá cục ra đây. Anh lười quá kéo. Anh muốn có chỗ để nhảy lên nhưng mà. Tại sao đấy? Bây giờ thì không nhảy lên được. Fuck you. Kệ mẹ mày. Fuck you. Có gì hot đây? Toàn cây cỏ. Chú anh có vẻ là hoa lá đây. Hoa lá. Anh nghĩ là không phải cứ hoa lá là nó có đâu kìa. Ô cà rốt kìa. Chú thích cà rốt này khá nhỉ? Anh cũng bình thường thôi.
Tại sao chuỗi đi đường đấy kìa? Anh thấy mày trong này là có trắng trắng anh điểm cái cốt cái gốc cây là có cái gì vãi. Chú nhảy lên đấy kiểu gì đấy, chú nhảy chú làm thế sao anh lên được. Chú chứ khó đi kép. Ô trên này còn nấm này kép này, có một cây nấm to ấy. Anh cho đang thử làm cho nó đổ em. Nó rơi ra cái gì, rơi ra nấm nhưng rơi cái đéo gì. Ui đúng là rơi ra nấm thật. Wow, anh literally kẹp thế này, khá nhận cảm ơn. Sao lại thế? Chú có thể nhảy ra qua mà. Chú xây đường nhảy qua mà kết. Hoặc là chú có thể teleport lên phi thuyền rồi chú teleport cho anh. Cảm ơn Khánh. Kết! Anh sẽ ngủ hôm nay anh đợi chú. Ê! Chú có thể thôi được không kết? Kiểu vừa chạy vừa tung ấy. Ây. Anh nghĩ hành tinh này không có đâu phải. Tại sao cái cốt tông mà cũng không có là như nào? Sao cái hành tinh nó, của chú nó... Cốt tông nó là một loài hiếm. Đối với hành tinh của chú à cái. Dạ. Sao hành tinh của anh... chú dị dạng ấy? Ai không biết. Anh mà biết thì anh cũng bắt rồi trôi xuống này sẽ chắc xuống rồi. Xuống rồi. Hầu như là xuống rồi hết. Anh nghĩ là không có thật các bạn. Thế thì bay lên, bay qua hành tinh lắc của chú, bên chú bên qua hành tinh nào lắc không? Ok, lắc á? Ừ, nó tên là Lút. Lút á? Hình như là cái hành tinh này luôn hay sao đó nhỉ? Cái này là Lút đúng rồi đấy. Dạ, chính hành tinh này luôn đấy, xuống đây. Beam down. Beam up. Tìm cái đấy mà cũng phải khổ nhỉ, tìm bông luôn mà. Ôi xồi ôi. Cái gì đây? Quái vật nhèo này. À. À. Sao thế à bạn Khánh? Quái vật đông quá. Thế nào à. Bạn Khánh? Bạn Khánh có muốn tí nhạc đi đường không? Stop. Ô cái gì này kép? Anh chưa mở này à? Tại sao? Chú mở nhá, không phải anh mở đấy. Ui. Ui. Fuck. Ok. À, potato, anh cứ tưởng thứ gì. Anh cứ tưởng nó là cốt tông. Cút ngay, đồ anh sắp chết rồi Khánh. Help. Anh đang rất là tập trung, anh tập trung vô cùng cao độ để anh kiếm cái cốt tông nhưng mà... Anh chết rồi đấy, cảm ơn. Chú chết rồi kép. Anh không biết. Cảm ơn Khánh. Ừ, chú không biết đúng rồi, chú không biết rồi. Chú đi có biết cái gì đâu. Chú có biết thì anh là không chết. Kép, please, stop. Chú có thể xuống đây mà kép. Không. Fuck you. Sao tìm mãi không thấy cốt tông nhỉ? Cái này khó tìm đấy cả. Để xem nào, nó bảo là anh đang có hai, anh có hai cốt tông free bay rồi. What? Sao chú lại có được? Anh không biết, nó tự có trong hòm. Yeah. Ủa sao chết rồi khả năng. Kệ nó chứ. Anh đang quan trọng anh tìm cái sao lại có cốt tông free bay. Chú có nhưng anh không có. Sát. Ờ đúng là anh không có thật. Khá là buồn. You can kill it, can you hear me what? You always die. Chỗ này cũng không có luôn này. Oh my god. I'm fucking dying. Sao lại. Sao chỗ này không có như nào? Always dying to me. Chú có thể dừng lại không kém? Không. À khoan 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 khoan. Khánh Khánh ra đây. Cái gì đấy? Anh nghĩ cái con kia nó là cốt tông phi bờ. Chú dừng lại ngay đi kém ạ. My god. Nope. Anh bị ảo rồi. Giết hết. Murder đám con mày. Đây. Làm sao để mình lấy được cái cây này về bây giờ? Anh có cốt tông fibre rồi. Rồi. Xong rồi. Anh vừa nhổ ra cho chú ở đây. Chú nhổ ra cho anh á, anh có nhặt được đâu? À đây, cốt tông seed rồi. đi tiếp. Cố lên. Rồi, chứ mà chả lẽ có một cây đó, thế trồng chả được mấy bao nhiêu. Đi, đi tìm tiếp. Ok, bây giờ biết nó trông như nào rồi không? Đến với trang g2a.com để có thể mua được những game bản quyền với giá cả phải chăng.